Vụ tấn công cây cầu Kursk làm tê liệt tuyến đường tiếp vận huyết mạch nối đất liền Nga với Crimea đã được giới chuyên gia quân sự đánh giá là đã khiến Moscow nổi giận. Tổng thống Putin thì đã chính thức chỉ ra thủ phạm vụ tấn công cầu Kursk, không ai khác đó chính là Ukraine. Trong suốt mấy ngày qua, khắp Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kiev, đã phải hứng chịu đòn trả đũa nặng nề được thực hiện bởi tên lửa mới, đẹp và thông minh của các loại UAV cảm tử. Phòng không UAV được cho là bị quá tải và bấn loạn, không thể phản kháng hữu hiệu. Nga đã thay đổi chiến thuật một cách rõ rệt. Nếu như trước đây họ chỉ tập trung tiêu diệt các mục tiêu quân sự thì nay đã chuyển sang đánh cả cơ sở hạ tầng của Ukraine trên diện rộng, mà trọng tâm là giật sập mạng lưới điện lực của nước này. Nhiều vùng ở Ukraine, bao gồm cả thủ đô, bị mất điện trên diện rộng. Người dân đã phải trải qua những đêm đen dài trong khi mùa đông khắc nghiệt đang đến dần. Ai cũng mong cuộc chiến này sớm kết thúc, nhưng dường như vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Bởi lẽ, được sự ủng hộ về mọi mặt của Mỹ và NATO, kinh tế, vũ khí trang bị, trừ việc đưa quân tham chiến trực tiếp, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn liên tục tổ chức các đợt phản công quy mô lớn ở miền Nam, với trọng tâm là ở Kherson và Zaporizhia. Thậm chí, phía Ukraine được cho là có kế hoạch tấn công Lugansk và Donetsk. Như vậy, có thể thấy chừng nào quân Nga còn chưa rút khỏi 4 vùng lãnh thổ mà họ vừa sáp nhập, thì chừng đó Ukraine vẫn sẽ đánh đến cùng. Cuộc chiến chỉ chấm dứt khi mà một trong hai bên xuống thang, chấp nhận những điều kiện phải nói là hết sức ngặt nghèo của bên kia. Với Ukraine, mục tiêu kiên định của họ là đuổi quân Nga khỏi các vùng chiếm đóng. Ngược lại, Nga cũng không thay đổi mục tiêu chiến lược của mình. Mỹ và NATO cũng có mục đích của mình tại Ukraine khi họ luôn phớt lờ lợi ích của Nga, tìm trăm phương ngàn kế nhằm chèn ép, bao vây cô lập nhằm chia rẽ nước Nga. Họ kích động Ukraine chống lại Nga bằng cuộc chiến ủy nhiệm mà không cần biết đất nước này bị tàn phá như thế nào và chết bao nhiêu sinh mạng. Cái họ cần là làm cho nước Nga suy yếu hoặc thậm chí là tan rã. Nhưng Nga và Putin đâu dễ để điều đó xảy ra. Họ đã có 8 năm chuẩn bị và bây giờ hoặc không bao giờ, Nga buộc phải phản kháng để bảo vệ không gian sinh tồn của mình. Theo một số chuyên gia, Moscow hiện vẫn đang nắm thế chủ động, kiên định mục tiêu đã vạch ra. Trước mắt, Nga sẽ biến Ukraine thành một quốc gia không có biển bằng cách tiến chiếm và sáp nhập các khu vực phía nam của nước này như Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Nikolaev, Odessa, nối liền một dải tới vùng tự trị Transnistria ở Moldova. Để làm được điều này hoàn toàn không dễ dàng với Nga, có lẽ phải mất nhiều tháng nữa mới có thể hoàn tất. Do vậy, chiến sự Ukraine sẽ kéo dài sang năm 2023, thậm chí 2024. Tiếp đó, Nga sẽ giật sập chính quyền Tổng thống Zelensky đương nhiệm để xây dựng một chính quyền thân Nga hoặc chí ít là trung lập, cam kết không đe dọa nước Nga và biến mình thành một căn cứ đóng quân của Mỹ và NATO, bẻ gãy mũi dao nguy hiểm đang kề vào mạng sườn. Điều này có lẽ đang được Moscow tiến hành, đặc biệt là sau khi có cái cớ không thể hoàn hảo hơn, đó là Ukraine đã tấn công cầu Kursk, đánh thẳng vào niềm tự hào và biểu tượng sức mạnh của Nga. Tổng thống Putin gọi đây là vụ khủng bố cấp nhà nước. Nhà nước nào bị Nga coi là khủng bố? Đó là của ông Zelensky. Đây sẽ là mục tiêu mà Moscow coi là hợp pháp, cần phải xóa bỏ. Rất khó để có thể xác định được bao nhiêu giờ nữa thì chính quyền của ông Zelensky sẽ phải nhường chỗ cho một chính quyền mới. Nga có thể mất vài năm nữa mới đạt được mục tiêu. Chưa biết ông Zelensky có tồn tại được đến cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine năm 2024 hay không? Có lẽ, chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga triển khai từ hôm 24 tháng 2 năm 2022 đã bước vào giai đoạn mới, chuyển sang thực hiện chiến dịch chống khủng bố. Trước đó, Tổng thống Putin từng tuyên bố Nga chưa thật sự nghiêm túc trong cuộc chiến ở Ukraine, thì bây giờ họ đã thực sự nghiêm túc khi mà tên lửa và UAV tầm xa liên tục tiến hành các đòn tập kích ồ ạt, không còn nương tay như trước. Chiến sự Ukraine đã bước vào giai đoạn khốc liệt hơn rất nhiều. Liệu Ukraine có trụ qua được mùa đông năm nay hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.